Trên các trang thương mại điện tử, nhóm giao vặt bán hàng online đồng loạt chào mời các mặt hàng kit test nhanh, đa dạng về chủng loại, phong phú về giá cả, từ bán lẻ cho đến cung ứng xỉ. Sản phẩm test nhanh được quảng cáo nhập khẩu từ nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ. Nên lựa những cái cửa hàng thuốc uy tín lớn để có thương hiệu để mà mua cho nó sẽ an toàn hơn. Gia đình tôi thì là test một tuần hai lần, test định kỳ, tại vì nhà có trẻ em. Nhiều nhà thuốc đại lý thuốc Tây tại thành phố Cao Lãnh cũng có bán những loại kit test nhanh. Trên những cái trang mạng rao bán là những cái loại mà tầm 65.000, 70.000 một bộ như vậy á, thì cái độ nhạy của nó là tầm 25-30%. Thì mà khi khách mua những cái bộ đó về test á, thì cái độ nhạy nó không có cao. Thì ra kết quả âm tính rất là dễ dàng như vậy thì khách cảm thấy chủ quan. Giá bán mỗi loại được đơn vị cung ứng công bố. Tuy khá dễ dàng mua và sử dụng bộ kit test nhanh trên thị trường, thế nhưng người dân cần hết sức thận trọng. Cũng khuyến cáo người dân mình thì nên mua ở những nơi tin cậy, hãy lựa những cái sản phẩm nào mà được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Còn nếu mà các hàng mà nó bán trôi nổi, tốn tiền mà lại nhiều khi mang tiếng là phải làm thêm một cái xét nghiệm PCR nữa để khẳng định là mình không có liên quan. Nhu cầu sử dụng kit test nhanh COVID-19 của người dân trong trường hợp tiếp xúc gần với F0 hoặc bản thân có những triệu chứng nghi ngờ là chính đáng. Thế nhưng phải đúng cách và đúng loại, tránh những hệ lụy.